Lisandro Martinez và top 10 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Manchester United. Thứ 10, Aaron Wan-Bissaka, 55 triệu euro từ Crystal Palace. Thứ 9, Lisandro Martinez, 57,37 triệu euro từ Ajax. Vị trí 8, Fred, 59 triệu euro từ Shakhtar Donetsk. Thứ 7, Anthony Martial, 60 triệu euro từ Monaco. Vị trí thứ 6, Bruno Fernandes, 63 triệu euro từ Sporting Lisbon. Thứ 5, Angel Di Maria, 75 triệu euro từ Real Madrid. Vị trí thứ 4, Romelu Lukaku, 84,7 triệu euro từ Everton. Vị trí thứ 3, Jadon Sancho, 85 triệu euro từ Dortmund. Thứ 2, Harry Maguire, 87 triệu euro từ Leicester City. Và vị trí số 1, Paul Pogba, 105 triệu euro từ Juventus. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.